Chào mọi người, hôm nay mọi người khỏe không nè? Thì lâu lắm rồi Tâm chưa có làm video á nha mọi người. Nên hôm nay Tâm muốn hướng dẫn cho mọi người một cái video mới Tâm vừa mới làm xong hôm nay. Thì giống như mọi người đã nhìn thấy trên màn hình nè, là cô khách này cổ lạ lắm nha. Cổ vô tiệm Tâm, cổ làm hai bộ móng tay nhưng mà hai mẫu khác nhau. Thì Tâm vừa mới vẽ cho cổ hai cái mẫu tay, là một bên là giống như là một cái marble mà nước chảy gì đó mọi người, màu hồng, màu trắng và màu đỏ. Còn một bên kia thì nó giống như là chỉ màu trắng với màu đen, nó nhìn giống như là mình đang vẽ zebra vậy nha mọi người. Bây giờ mọi người nhìn kỹ nó một lần nữa nè nha. Thì bên này là Tâm vẽ giống như là mình vẽ cái vân đá mà màu đen trắng đỏ vậy đó mọi người. Còn bên kia thì nó giống như là mình vẽ cái hình con ngựa rằn vậy đó. Nhưng mà mọi người thấy không, cái màu mà màu trắng đen này nè, là cổ không có muốn mà vẽ cho nó bình thường nha mọi người, cũng muốn vẽ hơi lem lem. Thì bây giờ mọi người xem là Tâm đã làm như thế nào nè. Thì đầu tiên là Tâm sẽ sơn một cái lớp nước sơn base trên cái móng tay của cổ trước nha mọi người. Thì cái cô này là Tâm vừa mới refill cho cổ xong rồi. Thì hôm nay Tâm chỉ quay cái cách làm sao mà để mình sơn và vẽ design cho mọi người xem thôi. Tâm không có quay cái cách refill để tiết kiệm thời gian cho mọi người nha. Thì cũng lâu lắm rồi đó, Tâm bận rộn quá nên không có thời gian để làm video về móng tay cho mọi người xem. Cho nên mọi người thông cảm giùm Tâm nha. Thì giống như cô khách này nè, là cổ cũng hơi lạ nha mọi người. Cổ vô tiệm của Tâm á, là cổ nói cổ muốn sơn hai cái mẫu móng khác nhau. Thì Tâm cũng không hiểu tại sao mà cổ làm như vậy nữa, cho nên Tâm mới hỏi là ủa tại sao kỳ vậy, tại sao mà phải vẽ hai cái bàn tay hai mẫu khác nhau. Thì cổ mới nói mắc cười lắm mọi người, cổ nói là ồ tại vì cổ thích luôn hai cái mẫu này, cổ không biết là nên chọn cái mẫu nào nên thôi vẽ bên một mẫu cho nó khỏi mất công suy nghĩ. Cũng mắc cười ha mọi người ha. Rồi thì sau khi mà Tâm sơn nước base xong rồi thì Tâm sẽ dùng một cái chai gel màu trắng nha mọi người. Thì mình sẽ vẽ lên một cái góc thôi nè. Thì khi mà Tâm vẽ lên cái màu trắng gel này trên móng tay của cổ thì mình cứ đi một góc. Nhưng mà mọi người nhớ là khi mình bỏ cái cọ lên đó, mình đừng có đi thẳng nha. Nhìn nè, nhìn Tâm làm lại một lần nữa nè. Mình để cái cọ lên xong mình uốn lượn nó qua tí xíu, giống như là mình đang vẽ mà không có để cho nó thẳng vậy đó mọi người, dễ làm lắm nè, nhìn Tâm nè, thấy không? Đó, rồi mình kéo xuống. Và một điều quan trọng nữa là mọi người nhớ giúp Tâm kéo cái đầu móng giùm nha mọi người. Tại vì cái nước sơn gel nó dính bền hay không là mình phải nhớ quẹt cái đầu móng nha mọi người, nếu không là về nó sẽ bị bung ra liền đó mọi người ơi. Rồi thì quay lại bên này là mình sẽ vẽ một cái mẫu khác nha. Thì đầu tiên Tâm sẽ sử dụng là ba cái màu nha mọi người. Thì đầu tiên là mình sẽ dùng màu đỏ trước nha mọi người nha. Thì cái này thì nó dễ lắm mọi người, nhìn nè. Tâm sẽ để cái cọ lên ngay cái gốc nè, rồi Tâm kéo xuống một đường màu đỏ. Thì mọi người nhìn thấy không, rất là dễ. Thì khi mọi người kéo cái màu đỏ xuống đó, mọi người nhớ kéo giùm Tâm á, là ở trên nó hơi to to tí xíu nhưng mà ở dưới nó nhỏ lại. Và cộng thêm nữa, khi mình kéo xuống đó mọi người, mình đừng có kéo mà thẳng nha mọi người nha. Mình kéo làm sao mà cho nó hơi cong cong lợn lợn như vậy á, thì nó sẽ nhìn giống như là cái vân đá mà nó đang chảy trong cái dòng nước vậy đó mọi người. Thì cái mẫu này là cô này cổ lựa cho nên Tâm phải làm theo cái ý của cổ nha mọi người nha. Thì Tâm hướng dẫn cái mẫu này cho anh chị và mọi người, để mà giống như lỡ như mà có một người khách nào đó họ vô họ muốn vẽ cái mẫu này đó, thì mình cũng biết cách là mình làm như thế nào. Nhìn thấy nó khó vậy thôi chứ thiệt ra nó dễ làm lắm mọi người ơi. Rồi thấy chưa, bây giờ là Tâm đã vẽ xong cái đường màu màu đỏ rồi nè, Tâm cho hơ. Thì bây giờ Tâm sẽ dùng một cái gel màu đen nha. Thì mình sẽ quẹt nè. Nhớ lưu ý giùm Tâm là đừng có quẹt thẳng nha mọi người, mình cứ quẹt cong cong giống như là cái con lăng quăng vậy đó mọi người. Và cổ không có thích mà cái màu đen nó nằm một cách mà thẳng nha mọi người, nó càng lem lem cho cổ thì càng thích, cổ nói vậy đó. Cổ nói với Tâm là cái màu đen nó phải cong cong lợn lợn cho cổ, và cộng thêm nữa là nó hơi lem lem ra thì càng tốt. Thì thôi kệ đi, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, mình cứ việc làm cho người ta vừa ý là được rồi đúng không? Tại vì người ta là người đeo móng đó chứ không phải Tâm. Tâm chỉ có việc là làm và lấy tiền thôi, cho nên là cứ người ta vui là Tâm cũng ok rồi. Rồi thì mọi người thấy không, nó rất là dễ nè, nhìn Tâm làm nè, kéo xuống thấy không, rồi mình kéo ngược lên. Nếu anh chị nào mà chưa có quen tay kéo ngược từ ở dưới lên á thì giúp Tâm tập giùm nha. Rồi thấy chưa, như vậy là xong rồi nè. Rồi bây giờ Tâm sẽ cho cổ hơi cho nó khô. Rồi quay lại cái phần bên này thì Tâm sẽ dùng mà một cái màu trắng và màu hồng nha mọi người nha.
để thăm đồ cái chỗ này lại của cổ tí xíu nè. Nè, Tâm sẽ dùng màu hồng. À, mọi người thấy không? Đó, Tâm kéo thêm một đường xuống bên hông nữa nè. Thì có nghĩa là nếu như mà anh chị nào mà chưa có quen tay đó thì có thể giúp Tâm tập giùm nha. Cái mẫu này thấy gì chứ nó dễ lắm. Rồi mình kéo bên hông nè. Thấy không? Cứ kéo ngay chỗ cái bên hông mà màu đỏ nhìn mình vừa mới sơn xong đó mọi người. Và lưu ý một điều nữa là đừng có để cho cái màu hồng mà nó lem lên trên màu đỏ nha mọi người. Đó, thấy chưa? Rồi mình kéo ngược bên hông nữa, có nghĩa là mình kéo hai đường nha mọi người. Thì chính giữa nó sẽ là cái màu đỏ giống như đang chảy xuống gì đó. Còn hai bên thì sẽ là hai cái đường bên hông nó sẽ là màu hồng nha mọi người. Người thấy không, rất là dễ, tại vì mình đã vẽ cái màu đỏ lên rồi đó. Thì bây giờ mình cứ việc lấy cái cọ mình đi theo cái đường nét mà mình mới vẽ hồi nãy cho cái màu đỏ đó là ok nha. Rồi bây giờ thì Tâm sẽ bắt đầu dùng một cái màu trắng nha mọi người. Mọi người nhìn kỹ nè. Thì cái màu trắng này mình sẽ đi từ ở trên đi xuống một nửa thôi. Rồi dưới này mình kéo ngược từ dưới lên nè, cũng một nửa thôi nha. Đừng có đi hết nguyên một cái đường. Nè, thấy chưa? Rồi dưới mình sẽ kéo ngược lên. Thì như vậy nó sẽ làm cho cái con mắt mình nhìn giống như là nó đang có một cái dòng nước mà nó chảy xuống như đó mọi người. Thì Tâm cũng không hiểu là cái mẫu này nên gọi là cái gì nữa, chỉ là cô khách cổ muốn như vậy thì mình sẽ làm như vậy thôi nha mọi người. Nếu anh chị và mọi người nào mà cũng đang làm nghề nail giống Tâm á thì mình cũng hiểu ha. Đôi khi có những người khách á, họ cầm những cái mẫu design vô họ muốn vẽ giống y chang như vậy thì mình bắt buộc phải làm thôi, cho dù mình là thích hay không thích cũng phải làm. Thì tại vì miễn trả tiền cho mình là được, đúng không mọi người ha? Rồi nè, thấy chưa? Như vậy là trong vòng tích tắc tí xíu thôi thì mình đã vẽ xong hai bàn tay của cái mẫu design này. Thì mọi người nhớ lưu ý giùm Tâm nha. Là bây giờ mình sẽ bỏ nước bóng nè. Thì cái phần nước bóng này đó là giống như video nào Tâm cũng nói và nhắc cho anh chị và mọi người đó, là khi mình bỏ nước bóng lên thì mình phải nhớ quay cái đầu móng. Thì cái mẫu này á, là Tâm sẽ bỏ hai lớp nước bóng gel nha mọi người. Thì nếu như anh chị và mọi người nào mà muốn thắc mắc là Tâm sử dụng cái top coat gel của hãng nào á thì Tâm sử dụng của hãng OPI nha mọi người. À, mình có thể mua một cái chai lớn đó 32 ounce rồi về mình chiết ra trong cái chai nhỏ giống như Tâm đang sử dụng gì nè. Thì cái chai mà Tâm đang sử dụng mà mọi người đang thấy trên màn hình là nó có cái màu xám đó mọi người. Thì cái chai này nó không phải là chai của OPI nha mọi người, nó chỉ là cái chai không thôi. Rồi Tâm mua gel của OPI về Tâm chiết qua để mà mình xài đó mọi người. Thì cái cọ của cái chai này Tâm rất là thích cho nên là Tâm chiết qua để Tâm xài từ từ đó mọi người. Thì bây giờ Tâm sẽ bỏ thêm một cái lớp nước bóng thứ nhì nữa nè. Thì nếu như mà anh chị và mọi người sơn theo cái kiểu mà Tâm hướng dẫn đó thì Tâm bảo đảm với anh chị là nó không bao giờ bị tróc nước sơn của mình ra nha. Thì mọi người thấy không, trong vòng chỉ có tích tắc mấy phút thôi là Tâm đã vẽ xong hai cái bàn tay của cổ rồi nè. Thì mọi người nhìn thấy không, nhìn thì nó hơi khó đúng không, nhưng mà thiệt ra khi mà mình xem cái video mà để thấy là Tâm vẽ như thế nào thì nó rất 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 ơi là dễ luôn, đúng không? Thì nếu anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh của Tâm á, thì giúp Tâm đăng ký giùm nha. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống ở Mỹ. À, nếu anh chị nào mà đăng ký kênh của Tâm thì sẽ xem được nhiều video mới của Tâm hơn. Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ và học hỏi cái kinh nghiệm về cái ngành nail này của chúng ta nha. Thì mọi người nhớ nhớ đang nhấn cái nút đăng ký để giúp Tâm nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ chùi lại alcohol nè. Thì mọi người thấy cái miếng giấy mà Tâm đang lau không thì nó có alcohol ở trong nha mọi người. Thì cũng có thể là anh chị thích sử dụng cái chùi bằng acetone, nhưng mà Tâm thì Tâm thích alcohol, tại vì như vậy cái móng của mình nó sẽ dính chặt và bền hơn nha mọi người nha. Thì sau khi mà Tâm sẽ chùi alcohol xong rồi thì như vậy là cái bộ móng của cổ nó đã hoàn thành. Thì một lần nữa anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký giúp Tâm giùm nha. Và đây là cái bộ móng mà sau khi Tâm đã vẽ xong rồi, bỏ gel lên rồi thì nó nhìn như thế này nha mọi người. Mọi người thấy không nè, có dễ thương không nè? Thì nếu như mà anh chị nào mà không muốn vẽ hai bàn hai mẫu như vậy đó thì mình cũng có thể sử dụng cái mẫu này để mình sơn riêng cho mỗi người khách nha. Chẳng hạn như mình dùng cái mẫu zebra này mình sơn cho một người khách, rồi mình dùng cái mẫu mà marble chảy nước chảy này nè thì mình sơn cho một người khác. Thì Tâm chúc anh chị và mọi người vẽ thành công cái mẫu nail này nha, nó rất là đơn giản dễ làm, cho dù anh chị nào mới ra nghề thì cũng có thể làm được nha.
Tâm cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ kênh của Tâm. Tâm chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Hẹn mọi người trong những video sau. Bye mọi người.